Xin chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thì chúc các em một ngày mới tràn đầy năng lượng và có nhiều niềm vui mới. Hôm nay chúng ta sẽ sửa tất cả các bài tập sách giáo khoa của bài số 4 và đừng quên nick gồm có 6 bài tập. Hơi dài một tí nha các em. Bây giờ chúng ta đi vào sửa bài thứ nhất. Thì có vẽ hình elip để chúng ta làm việc trên elip cho nó vừa hiểu thêm về elip, để vừa hiểu thêm về các cái công thức, các cái yếu tố xác định elip. Thầy vẽ như vậy và thầy có biết công thức mối quan hệ giữa ABC, đó là C bình thì bằng A bình trừ cho B bình. Các em thấy là A là độ dài trục lớn nên A nó lớn hơn B, cho nên các em nhớ công thức C bình bằng A bình trừ B bình để các em khỏi quên nhớ nha. Bây giờ chúng ta vào câu thứ nhất là elip có trục lớn bằng 20 và trục nhỏ bằng 16, tức là 2A bằng 20 và 2B thì bằng 16, từ đó chúng ta tìm A và B thôi. Câu thứ nhất, ta có 2A bằng 20, suy ra A bằng 10, 2B bằng 16 thì chúng ta suy ra B bằng 8. Vì chúng ta thay vào cái phương trình chính tắc của elip. Về phương trình chính tắc của elip là x bình phương trên 10 bình phương cộng với y bình phương trên 8 bình phương bằng 1, nó tương đương với x bình phương trên 100 cộng với y bình phương trên 64 bằng 1. Chúng ta kết thúc câu A. Đây gọi là viết phương trình dựa vào độ dài hai trục của elip. Bây giờ chúng ta sang câu B. Trong hiệu 4 này các yếu tố thì xác định thì đã vẽ trên hình, và các em lưu ý là công thức là C bình phương thì bằng A bình phương cộng B bình phương. Là lý do thế này các em này. Chúng ta có một cái đường tròn tâm O đi qua C đó. Thì các em thấy là cái cạnh cái đoạn OP bình phương này thì bằng A2P này, bình phương này. OP nha, bình phương sẽ bằng là PA2 bình phương cộng với A2O bình phương, như vậy là bằng B bình các em, cộng với A bình. Bình phương của cạnh huyền thì bằng tổng các bình phương cạnh góc vuông, nên thầy nói như vậy thì các em nhớ công thức là C bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương cho nó dễ nhớ. Bây giờ sang cái câu B là hyperbol có tiêu cự 2C bằng 20. 2C bằng 20 thì chúng ta tìm được C đúng không nào? C sẽ bằng 10. Độ dài trục thực bằng 2A bằng 12 thì chúng ta suy ra được là A bằng 6. Thì từ đó chúng ta sử dụng công thức này thì chúng ta tìm B đúng không các em? Bây giờ chúng ta giải câu B. 2C bằng 20. Chúng ta có C bằng 10. 2A bằng 12 thì chúng ta được A bằng 6. Bây giờ chúng ta dùng công thức là C bình phương thì bằng A bình phương cộng B bình phương. Từ đây chúng ta sẽ tìm B đúng không? Để chúng ta viết phương trình chính tắc. Chúng ta tìm B bình phương luôn các em nhé. B bình phương thì bằng C bình phương trừ A bình phương. Chúng ta thay C bằng 10 và A bằng 6 thì chúng ta sẽ được 100 trừ cho 36 thì bằng 64. Như vậy các em có B bình phương bằng 64. Em có A bình phương là bằng 36. Vậy từ đây chúng ta có phương trình chính tắc của hyperbol. Đó là x bình phương trên A bình phương là 36 trừ chỗ y bình phương trên B bình phương là 64 bằng 1. Hyperbol là dấu trừ các em nhé. Và elip là dấu cộng. Dấu nhầm nhiều khi các em nhầm dấu. Như vậy chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta sang câu C. Câu C thầy cũng vẽ cho các em một cái parabol. Tập hợp parabol là tập hợp các cái điểm M mà khoảng cách từ M đến tiêu điểm thì bằng khoảng cách M đến đường chuẩn. Bây giờ cho parabol có tiêu điểm F là 1/2 không? F thì có hoành độ là P trên 2. Như vậy là P trên 2 sẽ bằng 1/2, từ đó các em tìm tham số tiêu. Và các em sẽ viết được cái phương trình chính tắc của parabol. Từ F có tọa độ là 1/2 không? Thì chúng ta suy ra là cái phương trình chính tắc của parabol này phải có dạng là y bình phương bằng 2px. Vì sao như vậy? Vì tiêu điểm F nó thuộc OX, cho nên trục đối xứng là trục OX. Mà trục đối xứng là trục OX thì thầy nhắc các em là parabol có dạng y bình phương bằng 2px. Bây giờ ta có
P trên 2 thì bằng 1 phần 2. Thì đây chúng ta thi là tham số tiêu P bằng 1 đúng không? Chúng ta thay vào phương trình ở trên thì chúng ta được phương trình chính tắc của parabol P y bình phương bằng 2 nhân 1 nhân x là 2x. Chúng ta kết thúc. Như vậy là mỗi đường conic thì thầy đã vẽ cho các em một hình để các em lưu ý, các em nhớ để trong quá trình giải toán. Bây giờ chúng ta sang bài số 2. Viết phương trình chính tắc của các đường conic dưới đây, gọi tên và tìm tọa độ tiêu điểm của chúng. Các em có 4 câu. Các em có 3 câu ABC. Thì bây giờ chúng ta phải đưa những cái đường cong C1, C2, C3 về các cái dạng chính tắc được. Đó là ellipse hoặc hyperbol, parabol thì chúng ta mới gọi tên được các em. Nhưng mà chắc chắn các em nhìn vào đây này, chắc chắn C1 có thể là gì các em nhỉ? Là ellipse đúng không? Nhưng mà ellipse là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương, mà đây còn hệ số 4, hệ số 16 thì chúng ta làm sao? 4 thì bằng 1 phần 1 phần 4, cho nên chúng ta sẽ viết được 16 thì bằng 1 chia cho 1 phần 16. Bây giờ chúng ta viết cái đường cong C1 trước. 4 bình phương cộng với 16 bình phương bằng 1 thì nó tương đương với 4 thì bằng 1 chia 1 phần 4, 16 thì bằng 1 chia cho 1 phần 16. Đây là y các em, thì copy cho nên là nhầm. Như vậy các em có dạng là x bình phương trên a bình phương cộng y bình phương trên b bình phương. A bình phương là bằng 1 phần 4 mà b bình phương thì bằng 1 phần 16 và bằng 1 các em. Như vậy C1 là một ellipse. Ta có a bình phương bằng 1 phần 4. Bây giờ chúng ta đi tìm tọa độ tiêu điểm các em. Thì chúng ta phải tìm C. B bình phương thì bằng 1 phần 16. Bây giờ chúng ta có công thức là C bình phương bằng A bình phương trừ B bình phương. Ellipse là C bình phương bằng A bình phương trừ B bình phương thì nhắc các em nhớ rồi. Còn hyperbol thì cộng. Thì bằng 1 phần 4 mà trừ 1 phần 16. Các em quy đồng mẫu chúng là 16 thì chúng ta được 4 trừ 3 phần 16. Như vậy là chúng ta được 3 phần 16. Từ đây chúng ta khai căn. C thì được căn bậc 2 của 3 trên 4. Từ đó chúng ta viết tiêu điểm. Như vậy là ellipse sẽ có tiêu điểm F1 là trừ C0 trừ căn bậc 2 của 3 trên 4 0. Và tiêu điểm F2 là C0 là căn bậc 2 của 3 trên 4 0. Như vậy thì chúng ta kết thúc câu A. Bây giờ chúng ta sang câu B thì chắc chắn đây là một hyperbol không? Chúng ta tiếp tục viết. Kém để ý này, trong phương trình chính tắc của hyperbol thì vế phải luôn luôn bằng 1 đúng không? Trong ellipse cũng vậy. Và đây vế phải là bằng 144, nó còn các hệ số của x bình và y bình này, nó khác 1. Cho nên đầu tiên chúng ta phải chia hai vế này cho 144 để đưa một vế bằng 1 tương đương. Thầy chia cả hai vế cho 144. Bây giờ 16 phần 144 thì bằng bao nhiêu các em? 16 phần 144 thì chúng ta viết lại là bằng 1 phần 144 chứ 16 đúng không? Thì viết lại là tương đương với x bình phương trên 144 chứ 16 trừ cho y bình phương. Để chỗ này thầy được nhầm tiếp. Trên 144 chia cho 4 bằng 1. Các em thực hiện máy tính một tí để các em tính cái mẫu cho nó gọn. Nhầm cũng được đúng không? 144 này chia 16 chắc là bằng 9 rồi. Bằng 9. 144 chia cho 4. Tiếp tục. Bằng 36. Như vậy là chúng ta có hai cái giá trị mới tính xong. Thì chúng ta viết lại là tương đương với x bình phương trên 9 trừ cho y bình phương trên 36. Bằng 1. Như vậy là chúng ta nhận biết được là cái đường cong C2 này. C2
chính là một thi vật bốn của Ngài. Vậy C2 là một thi vật bốn. Chúng ta biết xong. Bây giờ chúng ta tìm tiêu điểm thì chúng ta có A bình phương bằng 9, B bình phương bằng 36. Nếu chúng ta áp dụng công thức C bình phương bằng A bình phương cộng với B bình phương thì chúng ta được là 9 cộng với 36 là 45. Căn bậc 2 của 45 thì dễ tính, bằng căn bậc 2 của 9 nhân 5, 9 nhân chúng ta đưa ra ngoài được 3 thì chúng ta được C bằng 3 căn 5. ABC là số dương cho các em. Vậy hyperbola có tiêu điểm F1 trừ C0 là trừ 3 nhân căn mạng của 50, và tiêu điểm F2 là C0 3 nhân căn mạng 2 của 50. Chúng ta kết thúc câu B. Bây giờ sang câu C thì dễ rồi, nhưng mà chúng ta phải để ý cho thầy một tí, phải để ý cách viết cái phương trình chính tắc của parabola. C3 là x sẽ bằng 1/8 y bình phương, thì chúng ta viết lại một tí, y bình phương bằng 8x. Chúng ta viết lại. Từ đây chúng ta sẽ có cái gì cái? C3 này chính là một parabol P, đúng không? Parabol P này có trục đối xứng là trục cos x các em. Thì ta có 2P bằng 8. Chúng ta đang còn tìm tiêu điểm thì chúng ta suy ra P bằng 4. P bằng 4 thì tiêu điểm của tọa độ là bao nhiêu cái? P trên 2, không đúng không? Cho nên suy ra P trên 2 sẽ bằng 2. Từ đây chúng ta tìm tiêu điểm của parabol P có tọa độ là 2, không. Nhớ là tọa độ tiêu điểm của parabol có tọa độ là P trên 2, không nha các em. Chúng ta kết thúc bài số 2. Bây giờ chúng ta sang bài số 3. Bài số 3 hơi dài dòng một tí. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elips thì có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm từ một tấm bản ép hình chữ nhật có kích thước là 80 x 40 cm. Như vậy là người ta cắt rất là sát cái này. Người ta vẽ hình elips đó trên một tấm bản ép theo hướng dẫn như sau. Bây giờ chuẩn bị hai cái đinh, một vòng dây kín không đàn hồi, một chỉ vòng dây kín như các em. Bây giờ thực hiện này. Xác định vị trí hai tiêu điểm của elip và ghim hai cái đinh lên hai điểm đó trên tấm bản. Như vậy là xác định được vị trí đó. Quàng vòng dây qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm M nào đó, tựa đầu bộ chỉ vào trong vòng dây tại điểm M, rồi di chuyển sau cho dây luôn căng. Đầu bút chì sẽ vạch trên tấm bìa một đường elip. Xem hình minh họa, hình minh họa đây các em này. Phải ghim hai cái đinh cách mép tấm ván ép là bao nhiêu cm và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu. Nếu mà chúng ta vẽ cái elip ở phía trong mà nó có thừa ở phía ngoài thì quá đơn giản. Chúng ta có thể thử đủ thứ đúng không? Nhưng bây giờ là chỉ có một tấm ván thôi, bằng kích thước như thế và làm cái elip như thế thì người ta sẽ thực hiện một cái cách trường hình nữa các em, để làm sao mà cái số ván cắt ra bỏ đi ít nhất. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm. Đầu tiên là các em lấy tấm ván này này, các em xác định tâm O là 6 điểm của hai đường chéo, từ đó các em vẽ các cái đường đi qua tâm của chữ nhật song song với các cạnh. Thì các em được các cái trung điểm là E và K. Thì tiêu điểm F chắc chắn là phải nằm trên này rồi, đúng không? Vị trí chiều dài là chắc chắn là dài hơn chiều rộng, cho nên cái trục lớn phải nằm trên cái chiều dài, và trục nhỏ thì nằm trên chiều rộng. Đấy, trục nhỏ phải nằm trên đường đó, và trục dài phải nằm trên trục đó. Thì nói như vậy là các em hiểu rồi phải không nào? Thì bây giờ ta đánh dấu trung điểm hai cạnh chiều rộng E và K. Gọi đây là K. Tiêu điểm thì thuộc đoạn EK.
vẽ elip chạm các mép của tấm bảng, tức là vẽ như thế nào để nó chạm với các mép tấm bảng. Thì bây giờ mình phải, ta có 2A này sẽ bằng EK được em, bằng 80. Để vẽ chạm thì phải đặt cái độ dài trục lớn đúng bằng EK. Từ đó ta suy ra được A bằng 40. Và 2B, vì B là phải chạm với cái mép trên này và mép dưới, cho nên chúng ta có 2B thì bằng 40. Từ đó chúng ta suy ra B bằng 20. Bây giờ chúng ta xác định C bình phương thì bằng A bình phương trừ B bình phương bằng 40 bình phương mà trừ cho 20 bình phương. Thì C sẽ bằng căn bậc 2 của 40 bình trừ 20 bình. Chúng ta sẽ sử dụng máy tính chúng ta tính. Bây giờ chúng ta sẽ bấm trên máy tính căn bậc 2 của 40 trừ 20 các em nha. Xóa màn hình. Căn bậc 2 của 40 bình trừ cho 20 bình. Các em lấy số cân đúng các em nha, được 20 cân 3 thì chúng ta được 34,6. 64 cũng được mà 34,6. Đấy, như vậy cho chính xác ha. Ta được xấp xỉ là 34,6. Như vậy là chúng ta xác định được C rồi. C là khoảng cách từ cái tâm hình chữ nhật này đến F2 hoặc là đến F1. Thì chúng ta lấy cái khoảng cách từ tâm này mà đến K là 40, chúng ta trừ cho cái khoảng cách đó là C này thôi. Thì chúng ta sẽ tìm được là nó cách điểm F2 cách K bằng bao nhiêu. Tiếp tục, khoảng cách từ tiêu điểm đến mép phẳng thì chúng ta lấy 40 mà chúng ta trừ 34,6 thì chúng ta được 5,4 cm. Như vậy hai tiêu điểm F này nằm trên cái đoạn thẳng EK mà điểm F2 và điểm F1 đều cách cái mép tấm ván tại điểm E điểm K là 5,4 cm. Sau đó chúng ta ghim cái đinh đi vào đây, em ghim cái đinh vào xong là chúng ta quay thôi, và chúng ta dùng một sợi dây cái đó. Còn sợi dây dài bao nhiêu thì chúng ta phải tính trước đúng không? Bây giờ chiều dài vòng dây này. Chiều dài vòng dây thì các em lưu ý cho thầy là chiều dài vòng dây á, là M F1 cộng F1 F2 này cộng F2 M này. Mà theo định nghĩa elip thì M F1 cộng với M F2 luôn luôn bằng 2A, mà là bằng 40 rồi. Bây giờ cộng thêm cái độ dài từ F1 đến F2 nữa là chúng ta phải cộng thêm 2C nữa. Như vậy là chiều dài vòng dây sẽ 2A cộng 2C. Các em được 80 cộng với 2 nhân với 34,6 thì các em được bằng là 149,2 cm. Và đây là chính là chiều dài vòng dây. Đặt cái điểm sau khi quăng dây xong thì các em bắt đầu quay nó ra hình dạng này. Là người ta cắt theo cái đường này thôi. Và chúng ta được hình elip như thế. Và người ta cắt, các em thấy người ta cắt thì cái phần bỏ đi rất là ít đúng không nào? Như vậy là tiết kiệm được nguyên vật liệu. Như vậy về ba chúng ta làm xong kém nha. Bây giờ chúng ta bài số 4 là một nhà vòm chứa máy bay. Các em nhìn hình ảnh này, có mặt cắt lần nửa elip mà có chiều cao là 8 mét và chiều rộng là 20 mét. Chiều cao là từ giữa này các em này đi lên đến này là 8 mét này. Chiều rộng từ bên trái này sang bên phải là 20 mét này. Câu A là chọn một hệ tọa độ thích hợp và viết phương trình của elip ở trên. Bây giờ làm câu A trước. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hệ trục tọa độ như sau. Các em thấy hệ trục tọa độ thì chọn như vẽ đây. Khi đó điểm A2 sẽ có tọa độ là 10 không và điểm A1 tọa độ là trừ 10 không. Điểm B này thì B2 này có tọa độ là 0,8. Như vậy là chúng ta biết là địa chỉ các em độ dài trục lớn và nửa độ dài trục bé.
thì từ đó chúng ta sẽ tìm được AB. Và có được AB thì chúng ta sẽ viết được phương trình chính tắc của Elliott. Bây giờ chúng ta viết phương trình chính tắc cầu A. Cho nên trục tọa độ như hình vẽ. Ta có 2A bằng 20. Thì suy ra A bằng 10. Và B bằng 8. Vậy phương trình chính tắc của Elliott E sẽ là x bình phương trên A bình phương tức là trên 10 bình phương cộng với y bình phương trên B bình phương là trên 8 bình phương thì nó bằng 1. Tương đương với là x bình phương trên 100 cộng với y bình phương trên 64 bằng 1. Như vậy là chúng ta viết xong phương trình chính tắc của Elliott nói trên. Như vậy câu A giải xong rồi. Bây giờ chúng ta sang câu B là tính khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 mét. Từ một điểm cách chân tường 5 mét thì được vẽ sẵn đấy. Điểm A là chân tường, chúng ta tính bên trái cũng được, bên phải cũng được. Thì chúng ta tính bên phải. Như vậy là chúng ta gọi H là trung điểm của cái đoạn mà thẳng mà nối từ góc tọa độ mà đến điểm A2 này. Chúng ta lấy trung điểm, chúng ta dừng lên thì chúng ta tính cái độ dài này. Như vậy điểm H này chúng ta sẽ có hoành độ bằng 5, đúng không? Hoành độ bằng 5. Chúng ta thay vào elip. Vì sao thay vào elip? Vì tính chiều cao của nhà vòm này thì cái điểm M này phải thuộc elip. Vậy thì cái điểm M này thuộc cái vòm này thì nó có tọa độ là 5 y. Y là thầy biểu diễn bởi điểm K này. Thì từ đó chúng ta sẽ thay vào elip, chúng ta tìm được cái trung độ của điểm M chính là chiều cao tại cái điểm mà cách chân tường 5 mét. Bây giờ tiếp tục sang câu B. Ta có OH sẽ bằng bao nhiêu các em? Sẽ bằng là OA mà trừ cho AH, đúng không? Đây là thầy tính lại cho các em. OA sẽ bằng 10 mà trừ cho AH bằng 5 thì kết quả là 5. Như vậy thì chúng ta sẽ có điểm M tọa độ 5y thuộc L. Thì khi vị trí khi chúng ta thấy x bằng 5, chúng ta tìm y thì chúng ta sẽ biến đổi là 5 bình phương trên 100 cộng với y bình phương trên 64 bằng 1. Bây giờ biến đổi phương trình này thì chúng ta tìm y thì chúng ta viết lại là y bình phương trên 64 bằng 1 trừ cho 5 bình phương trên 100. Năm bình phương là 25, 25 trên 100 là bằng 1/4, 1/4 là 1 trừ 1/4 là 3/4. 3/4 chúng ta nhân với 64. 64 chia cho 4 được 16, nhân với 3 thì đây chúng ta tìm y sẽ bằng căn bậc 2 của 16 nhân 3 là bằng 4 nhân căn bậc 2 của 3 là bằng 6,9 m. Như vậy đây cái chiều cao đó bằng 6,9 m các em. Anh HM đó bằng 6,9 m. Thầy thử lại máy tính một tí xem có nhầm không. 4 nhân với căn bậc 2 của 3 em được là 6,9 mét. Bây giờ chúng ta trả lời về chiều cao nhà vòm mà cách chân tường 5 mét gần bằng 6,9 mét. Chúng ta kết thúc. Như vậy là bài số 4 là bài vận dụng, đúng không em? Khi bài vận dụng thì các em lấy số gần đúng, các em không lấy số đúng, và các em phải trả lời. Bây giờ chúng ta sang bài số 5. Bài số 5. Một tháp đâm nguôi của một nhà máy có mặt cắt là 1x4. Nhưng mà đây người ta vẫn vẽ hình không gian này. Có phương trình là x bình phương trên 28 bình trừ chỗ y bình phương trên 42 bình bằng 1 như thế này. Biết chiều cao của tháp là 150m và khoảng cách từ nóc tháp đến tấm đối xứng, tấm đối xứng nằm giữa này. Của hiệu bộ này thì bằng 2/3 khoảng cách từ tấm đối xứng đến đáy. Tính bán kính của nóc tháp và bán kính của đáy tháp. Như vì bài này là cũng quen thuộc, đúng không? Thì bây giờ để làm bài này thì trước hết chúng ta phải vẽ hình trục tọa độ. Đây là hình không gian cho nên thầy để vào trong người. Đây là hình không gian mà thầy để vào hình trục tọa độ thì kém lưu ý rằng thì mặt cắt chế không phải là tròn. Mặt cắt chế là một nét thẳng như kém. Kém lưu ý đấy. Bây giờ thì đặt hệ trục như tọa độ như thế này.
chúng ta ước tính điểm O là nằm giữa này thôi. Như vậy chiều cao này là 150 mét này. Bán kính ở cái phần nóc tháp này là đoạn này, này. Bán kính phần đáy tháp là đoạn này, thì gọi điểm M là cái điểm nằm trên hyperbol, nằm phía trên. Điểm N là nằm đến hyperbol phía dưới, các em thấy trong hình đó. Bây giờ chúng ta phải đi tính hai khoảng cách này là M trên N, thì chúng ta tính nhầm cũng được, tuy nhiên chúng ta nên tính theo toán học một tí. Như vậy là các em thấy này, khoảng cách từ nóc tháp mà đến tâm đối xứng thì bằng 2/3 khoảng cách từ tâm đối xứng mà đến đáy tháp. Như vậy là cái khoảng cách từ tâm của đáy trên mà đến tâm của đáy dưới các em nó chia làm 5 phần bằng nhau, thì 150 mét mà chia cho 5 thì chúng ta được là 30 mét, 1/30 mét. Như vậy phía trên là có 2 phần là 60 mét, với phía dưới có 3 phần là 90 mét nữa. Tuy nhiên thầy cũng tính cho các em thấy được điều này. Ta đặt hệ trục tọa độ như hình, có M là khoảng cách từ O đến nóc tháp này, thì gọi M là khoảng cách từ O đến nóc tháp, còn N là khoảng cách từ O mà đến đáy. M và N đều là số dương như các em. Thì bây giờ ta có này, M trên N thì bằng 2/3. Chúng ta sử dụng tính chất tỷ lệ thức của lực 7 chúng ta tính, thì chúng ta suy ra là M trên 2 thì bằng N trên 3. Bây giờ chúng ta viết tiếp nó bằng M cộng N trên 2 cộng 13, thì M cộng N bằng 150, chỉ cho 5 thì bằng 30. Từ đây chúng ta suy ra M sẽ bằng 2 × 30 bằng 60 mét, N trên 3 bằng 30 thì N bằng 90 mét. Nhưng mà nếu nói về hệ trục tọa độ thì cái điểm M này có tung độ 60, hoành độ là x, còn điểm N này, này có hoành độ là x thì tung độ là âm 90. Thì bây giờ thì gọi điểm M có tọa độ là x60 ở phía trên này cả, x lớn hơn 8 là x này phải lớn hơn a, và a là 8. Thì M thuộc hạt khi và chỉ khi em thay vào cái phương trình mà lúc nãy các em có đó, ở trên cái bài toán x bình phương trên 28 bình phương bằng y, y chúng ta thay bằng 60, 60 bình phương trên 42 bình phương bằng 1. Từ đó chúng ta chuyển âm của 60 bình phương trên 42 bình phương sang phía phải, rồi chúng ta tiếp tục nhân 28 cho cái bề phải đó, thì biến đổi như sau: tương đương với x bình phương thì bằng 1 cộng với 60 bình phương trên 42 bình phương, rồi chúng ta nhân 28 thì chúng ta được x bình phương. Từ đây chúng ta thực hiện phép phải căn trên máy tính thì để chúng ta tính 28 bình phương mà khai căn là chúng ta được 28, đúng không? Chúng ta chỉ nhân về căn bậc hai của biểu thức phía trong thôi, là 1 cộng với 60 bình trên 42 bình. Chúng ta nhân bằng, à thầy được nhầm chỗ này rồi, 28 mà thầy viết 8 thôi. Chúng ta biết số vẫn đúng là 48,8 mét đấy. Như vậy là x sẽ bằng 4 nhân căn bậc 2 của 149, xấp xỉ bằng 48,8 mét. Như vậy là chúng ta tính được bán kính của đáy tháp phía trên rồi. Vậy chúng ta trả lời là bán kính của nóc tháp phía trên thì bằng gần bằng 48,8 mét. Vậy chúng ta kết thúc. Và cách tính như vậy thì chúng ta cũng tính được cái bán kính của đáy tháp phía dưới các em. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang đi tiếp theo. Bây giờ thì gọi điểm N có tọa độ là x âm 90. X lớn hơn 28.
điểm N thuộc hyperbol. Thì khi vậy chỉ khi là chúng ta có x bình phương trên 28 bình phương thì bằng chúng ta thay y bởi trừ 90 bình phương gắn thay vào cái hyperbol trên 42 bình phương bằng 1. Bây giờ chúng ta cũng biến đổi như vậy thì x bình phương sẽ bằng là 1 cộng với 90 bình phương trên 42 bình phương, tất cả là nhân với 28 bình phương. Bây giờ chúng ta cũng dùng máy tính để chúng ta tính. Chúng ta có rồi nên chúng ta sửa lại thôi. Chúng ta sửa lại là 90 thôi. Như vậy đúng rồi, phần em để nhìn bằng bằng 4 nhân với căn bậc 2 của 274 và xấp xỉ bằng 66,2. Như vậy là x sẽ bằng là 4 nhân căn bậc 2 của 274 xấp xỉ bằng 66,2 mét. Chúng ta trả lời là bán kính đáy tháp gần bằng 66,2 mét. Như vậy là chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy là qua hai bài tập thực hành này thì các em lưu ý rằng là những cái đường công thức được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta sang cái bài cuối cùng của bài tập phần này. Ở đây là câu người ta đã cho sẵn trong hình vẽ các em. Một cái câu có dây cáp treo là hình parabol dài 100 mét và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng đứng treo từ cặp xuống. Các em mới đi câu Mỹ Thuận hoặc các cái câu có cặp treo thì các em đã quan sát được điều này. Thanh dài nhất là 30 mét, thanh ngắn nhất là 6 mét, hình 18. Tính chiều dài của thanh cách điểm giữa câu là 18 mét. Bây giờ thầy sẽ đặt hệ trục tọa độ như sau. Hình có sẵn các em. Thầy gắn hệ trục tọa độ thế này các em. Đỉnh O này nằm ở cái đỉnh của parabol. Nếu thầy đặt như thế này thì parabol sẽ có dạng là x bình phương bằng 2pi. Các em lưu ý điều đó bởi vì OI là trục đối xứng. Bây giờ chúng ta ghi cả cái thông số mà bài toán cho này. Khoảng cách từ đây, từ cái điểm M này đến cái mặt đường là 30 mét này. Rồi chiều dài của cái mặt đường này là 100 mét này. Cho nên cái điểm này trên cái trục tọa độ là có hành độ bằng âm 50 của điểm bên phải này. Điểm này cũng có tọa độ là bằng 50 không. Cái khoảng cách từ cái đỉnh của parabol này đến mặt đường là 6 mét. Thì khi đó cái khoảng cách từ điểm M này mà đến trục khoanh là chúng ta lấy 30 mà trừ cho 6 thì còn 24 đúng không ạ? 24. Bây giờ người ta hỏi là tính khoảng cách chiều dài của thanh cách điểm giữa câu 18 mét. Thì chúng ta phải xác định cái điểm này một tí. Cái điểm này các em này. Điểm này cách chân cầu đây này, chân cầu mở giữa cầu các em. 18 mét là cái đoạn từ đây đến đây này. 18 mét. Thì từ đây chúng ta sẽ dựng một cái đường vuông góc. Nó cắt cái parabol này tại K. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có cái nửa ở bên trái của trục tung. Có hai cái thanh này nó có độ dài bằng nhau. Thì bây giờ mục đích của bài toán là chúng ta phải đi làm cái gì? Chúng ta phải viết được phương trình parabol đúng không? Thì khi đó chúng ta biết hoành độ của điểm K thì chúng ta sẽ tính được tung độ điểm K, tức là chiều dài của cái thanh dạng mà tại cái vị trí là cái điểm giữa cầu là 18 mét. Bây giờ chúng ta bắt đầu trình bày lời giải. Khi đó phương trình chính tắc của parabol này là, thì nhắc lại là y bình phương bằng x bình phương bằng 2pi, bởi vì trục OI là trục đối xứng. Khi đó ta có khoảng cách từ điểm M, M thì các em này, đến trục của X ấy, là bằng đoạn thẳng MN này. Và bằng 30 mà trừ cho 6 là bằng 24. Điểm M khi đó nó sẽ có tọa độ bao nhiêu các em nhỉ? Trừ 50, 24. Đúng không? Nó thuộc về. Thì khi và chỉ khi là chúng ta thay vào. Và đầu về đây. Ta thay là x sẽ bằng là trừ 50 thì chúng ta được trừ 50 bình phương bằng 2pi, bằng 2p nhân với 24. Từ đây chúng ta tìm được p các em, hoặc tìm 2p cũng được, không sao hết.
từ đây chúng ta sẽ được 2P sẽ bằng là trừ 50 bình trên 24. Bây giờ chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta tính chỗ này này. Xóa màn hình. 50 bình phương 2500 chia 24. Chúng ta được là 625/6. Như vậy là chúng ta được 2P bằng 625/6. Thì chúng ta thay vào parabol luôn. Vậy phương trình chính tắc của parabol P là x bình phương bằng 625/6y. Như vậy là chúng ta viết xong phương trình parabol rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái tung độ của điểm K thuộc parabol mà có khoanh độ là 18 này. Tung độ là y nha. Bây giờ gọi K có tọa độ là 18y thuộc parabol P thì tương đương với là 18 bình sẽ bằng 625/6y. Từ đó chúng ta sẽ tìm y được. Chúng ta tìm y sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 18 bình nhân với 6 trên 625 thì các em tính ra xấp xỉ bằng 3,1 mét. Thì kiểm tra lại trên máy tính. 18 bình. 18 bình bằng 324. Nhân 6 chia cho 615. Chúng ta kết quả được bằng là 3,11 mét đấy này. Thì chúng ta lấy 3,1 mét cũng được đúng không? Như vậy chúng ta trả lời là chiều dài thanh cần tìm là gần bằng 3,1 mét từ cái thanh này các em này. Bên này có một thanh thì bên này cũng có một thanh nha chị em. Có thể người ta hỏi là tổng hai cái thanh này cách điểm giữa của cầu là dài bao nhiêu thì các em phải lấy cộng nhé. Các em lưu ý đường này tí. Như vậy là chúng ta hoàn thành bài số 6. Vậy thì thầy đã sửa cho các em xong tất cả các cái bài tập của bạn được không đích. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông. Bởi vì sắp tới sẽ chạy ôn tập học kỳ 2 cho các em. Cho nên là các em đăng ký kênh bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi những cái bài ôn tập kỳ 2 cho tốt. Để chúng ta làm điểm thật cao trong kỳ 2 này. Như vậy là chúng ta sắp tới sẽ ôn tập tiếp chương 9 phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Đây có thể nói là phần cuối cùng của hình học lớp 10. Sau đó còn một số bài nữa thì thầy tiếp tục dạy cái phần ôn tập này và cộng vào một số bài của bên đại số là chúng ta hoàn thành chương trình nữa các. Như vậy là chương trình chúng ta sẽ hoàn thành có thể là nửa tháng 4 là chúng ta hoàn thành rồi. Về nha các em, thì cũng thấy chúc các em mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.